Nếu các bạn chưa xem những mục hướng dẫn áp dụng kỹ thuật siêu trí nhớ vào trong môn tiếng Anh như thế nào, thì ngay bây giờ hãy dừng video này lại, vào trong phần mô tả của video để chúng ta xem cái mục quan trọng mà thầy đã lưu ý, xem hết những video hướng dẫn bằng kỹ thuật siêu trí nhớ thì sẽ đạt hiệu quả cực kỳ cao. Bắt đầu nào! Từ vựng mà chúng ta học ngay chỗ cái rèm cửa trắng này nè là sell, sell, động từ, bán, bán cái này, bán cái kia đó các bạn. Rồi, ngay chỗ vị trí cái rèm cửa trắng này nè, các bạn có thấy cái hình ảnh của bánh xèo không? Ở đây có người đang bán bánh xèo nha. Đó, đang bán bánh xèo, rồi bán nước mắm, vân vân, rồi bán những cái thứ khác. Đó, thì cái động từ bán, chúng ta sẽ hình dung ngay chỗ này rồi, ok? Bán cái này, bán cái kia. Vậy thì làm sao chúng ta có thể nhớ được phát âm sell, sell? À, cái bánh xèo đó, cái bánh xèo nó giống giống như cái âm là sell, sell. Các bạn để ý nha, giống như là cái từ vựng đầu tiên á là bell, bell, thì giống như anh béo, thì bây giờ mình mượn bánh xèo. Chúng ta sẽ di chuyển lên bậc thang trên kia để chúng ta học từ vựng tiếp theo nha. Bắt đầu. Ngay chỗ cái bậc thang này chúng ta sẽ học cái từ vựng là sew, động từ may hoặc là khâu, ví dụ như là may quần áo, may đồ đó các bạn. Ngay chỗ vị trí này đó các bạn tưởng tượng có nguyên một con sâu nó đang may đồ. Các bạn mà có đồ bị rách gì đó các bạn mang tới đây cho nó may nha. Vậy thì nghĩa tiếng Việt chúng ta nhớ rất là dễ ngay chỗ vị trí này rồi. Nhìn thấy cây kim rồi chỉ đó, ok. Còn cái phát âm của từ vựng này á là sew, sew. Thì các bạn nghe nó giống giống như là cái con sâu trong tiếng Việt của mình không? Có điều chúng ta lưu ý nè, cái con sâu trong tiếng Việt là sờ, được chưa? Còn cái chữ sâu này là isa ou sâu, isa. Đó các bạn lưu ý chỗ này ha. Ok. Từ vựng trước đó là cái gì các bạn? Ngay vào cái rèm trắng đó. À, bán, đúng không? Bán. Và phát âm là sell, sell. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên ngay chỗ mấy cái ghế, chúng ta học từ vựng 93 nha. Di chuyển nào. Ngay chỗ chân ghế cao này nè, chúng ta sẽ học từ vựng là sing, động từ hát, ca hát nha. Thì ngay chỗ này các bạn hãy tưởng tượng có một bạn nhỏ đang hát, để chúng ta nhớ tới là động từ hát là được rồi nha. À, vỗ tay lên, ok, con ơi, hát đi, hát đi, hát đi, hát ha, động từ hát. Phát âm của từ vựng này là sing, sing, thì chúng ta sẽ liên tưởng tới sing gum nha, sing gum. Vừa hát mà vừa nhai xương gươm, vừa thổi bong bóng xương gươm. Chu trà không biết sao mà có thể làm được hay ha. Đó thì chúng ta nhìn hình nha. Một phong cách rất là đặc biệt. Vừa hát vừa thổi xương gươm. Sing, sing. Các bạn để ý, phát âm chuẩn của tiếng Anh. Sing. Chúng ta mượn xương gươm đó là hát. Ok. Từ vựng trước đó là gì các bạn? Ngay cho cái bậc thang chúng ta nhớ lùi lại. Là có con sâu là phát âm sâu. Rồi tiếng Việt là khâu may động từ. Từ vựng trước đó nữa ngay chỗ cái rèm thì động từ là bán, đó là tiếng Việt, còn tiếng Anh là sell, sell, chúng ta mượn cái bánh xèo đó, ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên cái mặt bàn để chúng ta nhớ từ vựng thứ 94 nha, di chuyển nè. Ngay chỗ đầu bàn này nè, chúng ta sẽ nhớ từ vựng là sit, sit. Động từ là ngồi. Ngay chỗ này thì có một cái anh chàng đang ngồi lên, đang ngồi lên. Thì chúng ta sẽ nhớ tới động từ ngồi là ok rồi, được chưa? Bây giờ làm sao để chúng ta nhớ phát âm là sit, sit. Ồ, phát âm của từ này giống giống như là cái hành động mình cầm một cái bình xịt đó, cái mình xịt ra, ví dụ vậy nha. Ví dụ như là cái anh chàng này rất là kỹ luôn. Trước khi ngồi chỗ nào đó thì đều lấy cái bình xịt khử khuẩn đó, đều xịt lên ngay chỗ đó. Các bạn nhìn thấy cái bình xịt không nè? Ok, vậy thì phát âm tiếng Anh là sit, động từ tiếng Việt là ngồi. Ok nha. Rồi, từ trước đó là gì các bạn? Ngay chỗ mấy cái ghế đó. À, có đứa bé đang hát. Hát đúng không? Hát hò đó, hát. Và phát âm tiếng Anh là sing, liên quan với singum đó các bạn.
Rồi từ trước đó nữa là sâu, có con sâu đang khâu may. Động từ là khâu may. Trước đó nữa ngay cho cái rèm thì có cái người đang bán bánh xèo, động từ bán. Và phát âm tiếng Anh là sell, dựa vào bánh xèo nha. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới cái chậu cây xa xa để chúng ta nhớ từ vựng cuối cùng trong video này. Rồi, di chuyển nào. Từ vựng ngay chỗ chậu cây này chúng ta sẽ học là saw, danh từ cái cưa. Rất quen thuộc đúng không? Các bạn có nhìn thấy một cái lò xo và cái cưa sát bên chậu cây không? Đó, không biết tại sao lại để cái cưa lên cái lò xo. Được chưa? Muốn lấy cái cưa ra thì phải giữ cái lò xo lại cho nó đang bị dính vào đó. Ví dụ vậy. Vậy thì nghĩa tiếng Việt là cái cưa xong rồi. Chắc là định mượn cái cưa này để cưa cái cây này. Ví dụ vậy nha. Tưởng tượng cưa để nhớ tới cái cưa mạnh hơn các bạn. Còn phát âm tiếng Anh của chữ này là saw, saw. Thì chúng ta nghe giống như là lò xo trong tiếng Việt của chúng ta. Vậy là xong. Ngay chỗ cái chậu cây này nè, kế bên đó, có một cái lò xo đang dán cứng ở dưới sàn. Được chưa? Và cái cưa đang đặt nằm trên đây. Tiếng Anh dễ nhớ, học dễ dàng nhớ, nhớ dễ dàng dùng. Vị trí phía dưới tủ nè, à, ngay chỗ cái gầm tủ á, trên nền nhà đó, từ vựng chúng ta sẽ nhớ ngay chỗ này là tiger, có nghĩa là con cọp. Rồi, có nguyên một con cọp đang nằm ở đây, con hổ đó các bạn. Vậy thì chúng ta đã nhớ nghĩa rồi nè. Trời, chỗ này nguy hiểm quá ha, nuôi cọp trong nhà. Phát âm tiếng Anh của từ này là tiger, tiger. Thì nghe như là gì? Tie, tie thì giống như là có thai, có thai. Con cọp này có thai cho nên thấy bụng nó bự. Và đừng có gờ nha, nó dữ lắm đấy. Có thai đừng gờ. Nhớ nhà gặp con sư tử có thai thì đừng gờ, thì gọi là tiger, tiger. Rồi các bạn nhớ được từ này chưa? Rất là nguy hiểm nha, có thai đừng gờ nha. Chính là con cọp ở đây. Ok, chúng ta đã nhớ được cái từ vựng này rồi đó các bạn. Tiger, con cọp. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới ngay chỗ cái vị trí, cái khe giữa hai cái bàn đen này nè. Rồi chúng ta học từ vựng tiếp theo nha. Bắt đầu nè. Từ vựng mà chúng ta học tại vị trí ở giữa hai cái tủ này nè. Chair, danh từ, cái ghế. Thì ngay chỗ này đặt nguyên một cái ghế vô thì có lẽ là chúng ta cũng nhớ được nghĩa tiếng Việt rồi đúng không? Cái ghế này có vẻ đặt vừa luôn ngay chỗ cái vị trí trống mà luôn các bạn. Được chưa? Phát âm tiếng Anh của từ này là chair, chair. Thì các bạn nghe nó có giống giống như là cái âm che, che trong tiếng Việt của mình không? Tức là mình cầm cái gì đó mình che nắng, che mưa đó. Rồi, các bạn nhìn trên cái hình ngay chỗ cái ghế, hình như là cái ghế này có cái lá, hình như là lá sen đúng không? Lá sen đang che bên trên. Đó. Vậy thì cứ mỗi lần mà muốn nhớ tới cái ghế thì chúng ta nhớ tới có cái gì đó đang che bên trên, cái lá hay là cái nón, ví dụ vậy. Rồi, vậy thì các bạn đã nhớ được phát âm từ vựng này chưa? Chair nha, chair, cái ghế. Từ vựng trước đó ngay chỗ dưới gầm bàn là gì các bạn? À, con cọp. Và phát âm tiếng Anh là tiger, có thai đừng gờ nha. Bây giờ chúng ta sẽ học từ vựng tiếp theo ở trên cái bàn thứ hai đó nha. Rồi, di chuyển nè. Ở trên cái mặt bàn hay là mặt tủ nè thì chúng ta sẽ nhớ từ vựng là wet, wet, tính từ ướt, bị ướt đó các bạn. À, tức là dính nước, ướt á nha. Chúng ta nhìn thấy ở trên cái mặt bàn nó có cái vũng nước đó, vậy thì coi như chúng ta đã nhớ cái nghĩa rồi, ướt, thế thôi. Nghĩa tiếng Việt là xong rồi đó. Bây giờ phát âm tiếng Anh của chữ này là wet, wet, thì nghe giống như là wet, wet trong tiếng Việt, tức là dùng chổi quét qua quét lại, quét nhà đó các bạn. Vậy thì ngay chỗ vị trí ở trên cái mặt tủ, mặt bàn này nè, ngay chỗ bị ướt rồi nè, thì có cái người kia đang cầm chổi để mà quét qua quét lại, được chưa? Quét cho nó văng nước đi, ví dụ vậy, quét quét. Rồi, vậy thì chúng ta đã nhớ được cái từ vựng này rồi ha. Tiếng Anh phát âm là wet, còn tiếng Việt là ướt, à, tính từ nha, ướt. Từ vựng ngay chỗ giữa hai cái bàn là gì các bạn? Từ vựng trước đó đó là chair, cái ghế, à, có cái lá che bên trên đó. Từ vựng trước đó nữa là con cọp đúng không? Đó, có thai đừng gờ nha. Tiger. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới ngay chỗ cái cửa sổ cuối cùng đó các bạn. Ha, à, chúng ta sẽ học từ vựng tiếp theo nha.
Ngay chỗ cửa sổ này chúng ta sẽ học từ vựng là where, where, trạng từ ở đâu, kiểu như là trạng từ chỉ nơi chốn, ở đâu. Phát âm của từ tiếng Anh này chúng ta đọc là where, where, thì nghe giống như là mấy cái where kem không các bạn? Where, mấy cái where kem đó. À, như trên hình chúng ta thấy có mấy cái que kem đang dựng ở trên cái cửa sổ, được chưa? Đó, nhưng mà các bạn có nhìn thấy là hình như là nó thiếu một cái que đúng không? À, có một cái khoảng trống ở chính giữa, có một cái que đâu mất tiêu rồi. Thế là mình hỏi, ở đâu? Ở đâu? Cái que này ở đâu mất tiêu rồi? Nó ở đâu rồi? Mà sao tự nhiên thiếu một cái? Đó, nghĩa là ở đâu? Được chưa nè? Các bạn lưu ý cái chữ que này nè, có R cuối, thì chúng ta cần phải là cong lưỡi lên thì chúng ta sẽ mượn cái rổ. À, cái này Kiên đã nói trước đó rồi. Mượn cái rổ để chúng ta nhớ R. Where thì có cái rổ Kiên đặt ở dưới sàn nhà đó, các bạn để ý là được rồi nha. Rồi, vậy thì từ vựng số 99, where, trạng từ ở đâu, chúng ta học xong nha. Từ vựng trước đó, ở trên cái mặt bàn, mặt tủ là gì? À, ướt, đúng không? Tiếng Anh chúng ta đọc là wet, tức là dùng chổi quét qua viết lại. Từ vựng trước đó nữa là cái ghế, thì cần phải che ngay chỗ ở giữa hai cái bàn, cái tủ đó. Từ vựng trước đó nữa dưới sàn, trong cái gầm bàn đó, ha, à, thì chúng ta sẽ có con cọp, con hổ là tiếng Việt, còn tiếng Anh là có thai đừng gờ, tiger, tiger. Bây giờ chúng ta sang từ vựng cuối cùng luôn nha, từ vựng số 100 tròn trịa, đó là ngay chỗ ở bên hông của cái bếp. Rồi di chuyển nào. Từ vựng cuối cùng chúng ta sẽ học ngay chỗ mép ngoài của cái tủ hoặc là bên hông bếp đó, ha. Từ vựng này là van, danh từ xe tải nhỏ. Rồi, xe tải nhỏ. Ngay chỗ cái mép ngoài, cái góc chỗ này nè, có nguyên một chiếc xe tải luôn. Đó, chúng ta thấy rồi, đúng không nè? Đó, phía trước là một hai người ngồi, phía sau là một cái thùng xe để mà để đồ đó các bạn, xe tải nhỏ, van. Ok, vậy thì nghĩa tiếng Việt xong rồi. Bây giờ cái chữ này là van, van, thì làm sao chúng ta có thể nhớ được nó? À, rất đơn giản luôn, chúng ta sẽ mượn một cái âm thanh trong tiếng Việt đó là tấm ván, tấm ván. Van, van, tấm ván. À, ví dụ như là ván trượt đi. Vậy thì các bạn đang thấy có một cái tấm ván trượt đang dựa vào chiếc xe. Đó, thì chúng ta sẽ nhớ được chiếc xe tải nhỏ này nè. Chúng ta sẽ nhớ tới phát âm là van, van. Ok, các bạn nhớ xong chưa? Ngay vị trí rèm cửa trắng, chúng ta sẽ học từ sell. Thì chúng ta nghĩ tới bánh xèo và đang bán bánh xèo. Động từ là bán nha. Vị trí ngay chỗ cái bậc thang thì chúng ta sẽ nhớ tới con sâu là phát âm tiếng Anh là sow, sow, và động từ tiếng Việt là khâu may. Đó, con sâu đang khâu may đồ đó các bạn. Vị trí ngay chỗ chân ghế cao có một đứa bé đang hát thì nghĩa tiếng Việt là hát, động từ. Còn tiếng Anh là dựa vào cái singum đó thì chúng ta sẽ nhớ tới là sing, sing nha. Ngay chỗ cái đầu bàn ăn thì chúng ta sẽ nhớ tới cái động từ là ngồi. Có một cái anh chàng kia đang ngồi xuống nhưng mà rất là kỹ. Trước khi ngồi thì sit, sit, được chưa? Thì phát âm tiếng Anh là sit, sit. Và từ vựng cuối cùng đó là ngay chỗ cái chậu cây. Có cái lò xo thì chúng ta sẽ nhớ tới phát âm tiếng Anh là saw, saw. Và có cái cưa đang ở đây. Chúng ta thử chúng ta cưa cái cây ví dụ vậy. Thì cái cưa chính là nghĩa tiếng Việt. Ngay chỗ sàn nhà phía dưới tủ, từ vựng chúng ta học là tiger, là con cọp và tiếng Việt. Tiếng Anh là tiger, thì chúng ta liên tưởng tới là có thai đừng gờ nha, nguy hiểm lắm. Ngay chỗ ở khoảng giữa hai cái bàn cái tủ đó, thì có cái ghế, nghĩa tiếng Việt là cái ghế. Và phát âm tiếng Anh là chair, thì chúng ta sẽ nhớ tới là à, có cái gì đó đang che che trên cái ghế, vậy là xong. Từ vựng tiếp theo ngay chỗ trên mặt bàn, mặt tủ rồi nè, thì tiếng Việt là ướt, là tính từ ướt, là khô ướt đó các bạn. Ướt nha, dính nước. Và phát âm tiếng Anh là wet. Thì chúng ta sẽ mượn hình ảnh là chúng ta đang cầm cái chổi quét qua quét lại cho nó văng nước đi nha. Từ vựng ngay chỗ cái cửa sổ này chúng ta học là where. Đó, thì chúng ta sẽ liên tưởng tới cái que. Và bỗng nhiên nhìn thấy, ủa con cái que mất tiêu rồi, ở đâu rồi? Nghĩa tiếng Việt là ở đâu. Và cái rổ giúp chúng ta nhớ tới R cuối để mà chúng ta cong lưỡi chính xác hơn nha. Where. Và từ vựng thứ 100 cuối cùng đó là van, xe tải nhỏ. Thì có nguyên một cái chiếc xe tải đang đậu ngay chỗ cái góc này luôn rồi. Và có một cái tấm ván đang dựa vào. Thì tấm ván này giúp chúng ta nhớ tới phát âm là van ha.
Tiếng Anh dễ nhớ, học dễ dàng nhớ, nhớ dễ dàng dùng.